Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho nhau cái phương pháp đổi cầu hoán vị xuất sắc ở trên cái con TDDC TN chơi này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 24 củ đây, thì anh em hãy xem cái phương pháp đổi cầu hoán vị là như thế nào nhé. Thì phương pháp đổi cầu hoán vị thì của mình ấy, thì nó cũng đơn giản rồi, không khó nha mọi người. Đấy, cái phương pháp này là cũng là một cái phương pháp độc đáo nhất nhá. Tại sao mình gọi là cái phương pháp đổi cầu hoán vị thì anh em sẽ nhìn đây. Đây, ví dụ luôn cho em thấy thì cầu đây là cầu gì, cầu đây hiện tại nó đang là cái cầu là ba dạng 33 đúng không em, nhưng mà tính này thì mình sẽ đánh được cầu này đấy. Tại sao mà mình lại đánh được cầu cái cầu cầu tài mà mình lại không đánh cầu xỉu? Bởi vì những cái dạng cầu này ấy, thì mình gọi là đổi cầu và hoán vị đấy. Khi mà nó ở dạng những dạng cầu nghịch thì mình chuyển về những dạng cầu thuận, khi mà mình ở những dạng cầu thuận thì mình chuyển về những dạng cầu nghịch đúng không em. Đấy, thì đôi khi không phải là cầu kèo lúc nào là thuận đúng không em, nên là mình nhìn cái quả cầu là mà cảm thấy khoai quá, cảm thấy ok thì mình có thể chuyển cầu để bắt những cái lần cầu nó chuẩn xác nhất ở trên cái con TDDC trên chơi này. Em thấy chưa, 64 thì cần gì phải lên nữa đấy đúng không em. Đây, còn nếu như anh em đánh theo cầu của nó thì đây cầu của nó đây, anh em nhìn nhá, đây em nhìn nhá, 81 9 chuẩn nhá, ra xỉu 9211 đấy, thì anh em thấy gì, thì đương nhiên anh em phải đánh theo cầu là đánh xỉu đúng không em. Đấy, nhưng mà nếu như anh em từng vừa rồi đấy mà anh em đánh xỉu thì làm sao, thì anh em gãy cầu chứ còn làm sao đâu. Đấy, đấy là cái phương pháp và gọi là gì, đổi cầu hoán vị ở trên bộ môn tài xỉu cân cửa ở trên cái con TDDC trên chơi này. Em cảm thấy những phương pháp của mình chắc chắn là ok, là ổn áp, chắc chắn là ok đúng chưa nhé. Đấy, những phương pháp của mình bao giờ cũng là phương pháp tuyệt vời nhất, bởi vì là những phương pháp đấy là bao giờ cũng được đúc kết từ những kinh nghiệm quý báu, những kinh nghiệm đáng quý của mình mở ra, chứ không phải là nói là nó ra em nhé. Thì còn link của cái con TDC trên đường chơi này thì mình để sẵn cho em ở dưới phần mô tả, đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm tất cả các trò chơi ở trên con này nhé. Còn bây giờ thì anh em hãy xem kết quả, xem tên này có chuẩn xác là nó về cái cầu gì, cầu tài hay không nhá. Rồi kết quả đây ok chưa, đó là 64 thực sự đấy. Đấy là cái đẳng cấp nó phải làm một cái show đấy, anh em thấy chưa. Đấy, cái phương pháp gọi là đổi cầu hoán vị của mình có rực rỡ luôn, nhưng gì nữa đấy, nó phải như vậy, đánh nó phải như thế nhá. Rồi ok anh em, tiếp tục vòng quay lại lối tiếp vòng quay nhá. Thế này cầu kèo không chắc chắn không ok thì làm sao, đánh cầu nhỏ thôi, đánh 9 hit thôi nha bạn. Đấy, không chắc đánh nhỏ, chắc thì ăn cả người mà ra đấy. Thì những cái phương pháp gọi là hoán đổi cầu và đổi cầu hoán vị xúc sắc ở trên bộ môn tài xỉu cân cửa ở trên con TDC thì người chơi này, thì anh em đã cảm nhận được cái cách gọi là đổi cầu hoán vị chưa. Đấy, thì rất là đơn giản, thì mình nói với em rồi là nếu nó ở dạng cầu thuận thì mình về cho những cái dạng cầu nghịch, nếu nó dạng cầu nghịch thì mình về cho những dạng cầu thuận đúng không em. Đấy, nhưng mà đảm bảo để cho anh em có kết quả rực rỡ nhất ở trên cái con TDC thì người chơi này. Rồi ok anh em, và bây giờ thì anh em hãy xem kết quả, xem tay này như thế nào, xem có ổn áp, xem nó có ok không nhá. Thì đây anh em xem đây, kết quả đây, xem nào. Rực rỡ, anh em thấy chưa? Đấy, đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp thôi anh em ạ. Đấy, nó là phải như vậy, nó ở cái tầm anh em ạ, nó ở cái tầm đúng chưa anh em. Đấy, rồi ok anh em, tiếp tục vòng quay lại lối tiếp vòng quay nhá. Đấy anh em thấy chưa? Đấy, đơn giản mà lại hiệu quả cao, giúp cho anh em luôn chiến thắng tuyệt đối ở trên cái con TTC trên đường chơi này. Rồi ok, tiếp tục là anh em ơi, 7 rồi. 7 này. 9 7 này. 9 với 7 7 tiếp 4. Rồi ok, 552. Thế này ra cầu xỉu rồi ạ. Thế này ra cầu xỉu này. Đây, thì ra cầu xỉu nhá, em hãy xem nào. Đây, anh em xem nhá, em có chuẩn là ra cái cầu xỉu không. Và mình cũng khẳng định luôn với tất cả anh chị em mình là những cái đánh của mình là bao giờ cũng là những cái đánh rực rỡ nhất ở trên cái con TDDC TN chơi này. Rồi anh em xem kết quả là chắc chắn là rực rỡ rồi. Đấy, em thấy chưa? Đấy, những phương pháp gọi là, em hiểu phương pháp gì không? Đổi cầu hoán vị của mình bao giờ cũng là kết quả rực rỡ nhất nhá, em thấy chưa. Đấy, còn link của cái con TDC thiên đường chơi này thì mình luôn để sẵn sàng cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm tất cả các trò chơi ở trên cái con TDC thiên đường trò chơi này. Rồi ok, tiếp tục vòng quay lại lối tiếp vòng quay nhá. Thế này thì mình sẽ đánh đâu, đánh tiếp vào khi mà 1521 rồi.
Năm em hồn là cầu 8, ok, thế đánh cầu tài được nhá. 8 đánh vào tài được em ạ. Đấy, rồi ok, 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Rồi ok anh em này, đấy. Hãy xem và hãy chờ và hãy đợi và hãy xem những tiếng đánh của mình xem nó rực rỡ, xem nó có ok, xem nó ổn áp hay không. Nhưng mà mình khẳng định luôn với tất cả các chị em mình, những tiếng đánh của mình bao giờ cũng là những tiếng đánh rực rỡ nhất ở trên cái con TDTC trên đường chơi này. Còn link thì luôn 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 để ở dưới phần mô tả nhé anh em nhé. Rồi ok anh em hãy xem kết quả xem có chuẩn xác là về cái con TDC trên đường chơi hay không. Rồi anh em thấy chưa, rực rỡ. Em thấy từ đầu đến cuối đánh tay nào ăn thế đấy, đánh tay nào rực rỡ đấy, em thấy chưa. Đấy là cái phương pháp gọi là đổi cầu hoán vị đấy, xuất sắc ở trên cái con TDC, giúp cho anh em luôn chiến thắng tuyệt đối ở trên cái con này đấy. Em chỉ cảm nhận thôi những cách chơi của mình là chắc chắn với em một điều là rực rỡ, đúng chưa em? Nếu mà nó không rực rỡ thì không bao giờ có chuyện là mình đánh tay nào là rực rỡ tay đấy đâu, đúng chưa em? Đấy, nó là cái đẳng cấp thì nó phải như vậy nhá. Đấy, cái gì nó cũng có cái kinh nghiệm, cái gì nó cũng có cầu kèo nó hết. Nhưng mà em thấy là từ đầu đến cuối là mình đánh bao giờ cũng thế, bao giờ cũng vậy. Từ đầu đến cuối là đa phần là tần phần đầu win, đúng chưa em? Nếu như mà không win thì không bao giờ có thể là mình lên đây mình nói với tất cả anh em mà mình chia sẻ những anh em gọi là cách gọi là phương pháp đổi cầu hoán vị của mình như vậy nhá. Ok, và bây giờ thì hãy xem kết quả xem có chuẩn xác là cái cách bắt cầu đổi cầu hoán vị nó có thực sự chuẩn xác ở trên cái con DDC trên đường chơi này không nào. Rồi em hãy xem kết quả đây, 3 2 1 mở là anh em ơi, xem chắc chắn hô hấp không nhá. Ok chưa anh em? Đấy, đủ chưa? Đủ 6 tay 7 tay ăn cờ 7 chưa? Đấy, rực rỡ chưa? Đấy mới gọi là đẳng cấp, đấy mới gọi là phương pháp đổi cầu hoán vị xuất sắc trên tài xỉu cân cửa trên con TDC trên đường thì chơi nhá. Ok anh em, và bây giờ thì anh em thấy đây nên được ba ba củ rồi, thì đang có lãi có lời thì mình xin phép tất cả chị em mình sẽ kết thúc và chốt tay đây nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.